Sáng ngày 16 tháng 12 tại quảng trường 25 tháng 2, thành phố uông bí tổ chức lễ giao quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán kỷ hội 2019. Về dự lễ phát động có các đồng chí Phạm Công Long, Đại tá Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Thị Hà, Phó bí thư thường trực thành ủy uông bí, Nguyễn Mạnh Hà, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các phòng ban ngành, đoàn thể, các xã phường trên địa bàn tham dự lễ gia quân và tham gia diễu hành có trên 500 người thuộc các lực lượng trên toàn địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi gia quân, đồng chí Phạm Công Long, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị thành phố Uông Bí cần tăng cường công tác tuyên truyền đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, lồng ghép với đợt cao điểm truy quét tín dụng đen, cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán. Các lực lượng chức năng thành phố cần kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, tổ chức tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ, quản lý vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, không để xảy ra hiện tượng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết. Năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động diễn ra với nhiều hình thức, thủ đoạn nguy hiểm trong đó thành phố Uông Bí được xác định là địa bàn có nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và tội phạm. Tình hình tội phạm và trật tự xã hội có lúc có nơi vẫn gây lo lắng bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Công an tỉnh, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ an toàn các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán kỳ hợi 2019, Công an thành phố Úng Bí xác định các sự kiện tập trung bảo vệ, xác định các loại đối tượng trọng điểm, các tuyến địa bàn khu vực trọng điểm để tập trung đấu tranh cũng như các chuyên đề tập trung triển khai lực lượng.